Đấy, chân sút được đánh giá rất cao của Việt Yên Hải. Không, thành đạt dứt điểm. Thất bại. Cực kỳ nguy hiểm khi huấn luyện viên khi thủ môn Ngọc Mạnh vừa rồi đã phải thoát tim trước một cú đá của Thành Đạt. Một cú đá tốt. Cơ hội phản công, đi bóng rất mẫu mực. Thôi, khá đáng tiếc. Một tình huống thật sự là đáng tiếc cho cầu thủ FC Hiệp Hòa 2 khi cú dứt điểm cuối cùng của Văn Hải lại đi chạy cột dọc trong gang tấc. Cơ hội sẽ không có nhiều. Nếu như phung phí cơ hội thì các cầu thủ FC Hiệp Hòa 2 sẽ bị cầu thủ Việt Yên trừng phạt. FC Hiệp Hòa 2 cũng mang đến rất nhiều các cổ động viên. Đúng như tôi đã nói lời ban đầu, học không cần giỏi. Bắt tiếng Văn Hải đi bóng rất khỏe nhưng không qua được. Phản công cho cầu thủ FC Việt Hà Hiệp Hòa 2. Không, rất nguy hiểm. Như vậy là bàn thắng đã được mở cho cầu thủ FC Việt Yên Hải. Một tình huống sút xa trái phá và không có cơ hội cho thủ thành Ngọc Mạnh bên phía Hiệp Hòa 2. 1-0. Tuyệt vời. Ngay sau khi có cơ hội thì các cầu thủ FC Việt Yên Hải như vậy là Văn Đức, Minh Đức người vừa ghi bàn cho Việt Yên. Và như vậy là thủ thành Văn Vui có một tình huống lao ra ngoài để không, vừa rồi là Văn Mạnh. Rất nguy hiểm. Rất tốt. Phạt góc cho cầu thủ FC Hiệp Hòa 2. Rất nguy hiểm. Khá đáng tiếc khi vừa rồi rất khó xuyên thủng cái hàng phòng ngự của các cầu thủ FC Việt Yên Hải. Cho đến lúc này thì họ có một cự ly đội hình tốt. Thẻ vàng rồi, chắc chắn một tình huống thẻ vàng. Trọng tài cô đi là Phí Minh Long chắc chắn phải rút ra một tình huống thẻ vàng để cảnh cáo. Bóng đá đường đại là bóng đá phép vào lầy, không có những tình huống như vừa rồi. Theo như Forest bình luận thì Văn Thuận đang được đánh giá là một cầu thủ đẹp trai nhất ở mùa giải này. Phản công Văn Đức. Cơ hội khá đáng tiếc. Có lẽ tranh chấp tay đôi thì khó có thể tranh chấp được Văn Thuận bởi anh có chiều cao cũng như thể lực rất tốt. Cơ hội. Cơ hội bóng. Một ngày thi đấu kém may mắn của cầu thủ đeo áo số 10 Văn Đức của FC Hiệp Hòa 2. Anh trao ít nhất 4 cơ hội nhưng anh lại dứt điểm không thành công. Rất tốt. Thủ thành Văn Vui vừa rồi chơi cực kỳ tỉnh táo. Liên tiếp là những tình huống phạt góc cho các cầu thủ FC Hiệp Hòa 2. Trận đấu được đẩy lên rất cao rồi. Gần như 100%. Người thực hiện là Văn Đức. Tiếp bóng. Khá đáng tiếc. Một tình huống đá phạt có ý đồ. Chỉ rất tiếc là cú dứt điểm cuối cùng lại không mang lại hiệu quả cao. Và như vậy trọng tài Phí Minh Long đã kết thúc trận đấu giữa FC Hiệp Hòa 2 và FC Việt Yên.